Tối ngày 16 tháng 6, người dân sống gần căn nhà trên đường Hải Thượng Lãng Ông, phường 13 quận 5 nghe nhiều tiếng nổ lớn và mùi khét. Đến kiểm tra họ phát ngôi một ngôi nhà bốc cháy dữ dội tại địa chỉ số 219. Do ngon lửa quá lớn nên người dân không thể tiếp cận ứng cứu. Tiếp nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 5 nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu. Tại hiện trường, ngôi nhà bị lửa thiêu rụi. Cảnh sát nhanh chóng cứu được một người phụ nữ khoảng 60 tuổi ra ngoài. Về nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy, cảnh sát chưa công bố. Sáng ngày 16 tháng 6, công an tỉnh Bắc Giang thông tin chính thức về vụ cháy ngôi nhà 2 tầng tại số nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang khiến 3 người tử vong. Theo cơ quan công an, khoảng 3 giờ 41 phút ngày 16 tháng 6, lửa bùng lên tại khu vực nhà để xe đạp điện tầng 1 của ngôi nhà 2 tầng với diện tích mặt sàn 50 m2. Trong phòng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giường tủ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, khiến lửa lan nhanh sinh ra nhiều khói khí độc. Sau khi nhận được tin báo lúc 3 giờ 49 phút, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Giang huy động 3 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 4 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Công an tỉnh Bắc Giang xác định có 3 người tử vong, gồm chị Đào Thị H, sinh năm 1982, chủ nhà, anh Nguyễn Văn Ngừ, sinh năm 1977 và cháu Lương Anh N, sinh năm 2016. Về tài sản, một xe máy, một máy giặt cùng nhiều đồ đạc sinh hoạt gia đình tại tầng 1 của ngôi nhà bị thiêu rụi. Lực lượng công an tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thảm công nhất là vụ cháy nhà trọ trong con ngõ sâu trên đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào dạng sáng ngày 24 tháng 5. Vụ cháy khiến 14 người tử vong và 3 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân tuổi đời còn rất trẻ và là trụ cột gia đình. Hay tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 17 tháng 2, Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ căn nhà 3 tầng trong hẻm đường Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10, khiến 4 người trong cùng một gia đình thiệt mạng. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào thời điểm rạng sáng tại ngôi nhà 2 tầng, tại địa chỉ số nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, do bà Đào Thị Hát, sinh năm 1981 làm chủ hộ. Cụ thể khoảng 3 giờ 41 phút ngày 16 tháng 6 năm 2024. Lửa bùng lên tại khu vực để xe đạp điện tầng 1 ngôi nhà 2 tầng với diện tích 50 m2 một sàn. Trong phòng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giường tủ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, khiến lửa lan nhanh, sinh ra nhiều khói khí độc. Khoảng 3 giờ 49 phút nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 3 xe chữa cháy, một xe chữa cháy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Bắc Giang cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến đám cháy vào khoảng 3 giờ 56 phút. Sau khoảng 15 phút đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo cơ quan công an, vụ cháy làm 3 người chết là bà Đào Thị Hát, ông Nguyễn Văn Nở sinh năm 1977 và cháu Lương Anh Nở sinh năm 2016. Ngọn lửa cũng thiêu rụi một xe máy, một máy giặt cùng nhiều đồ đạc sinh hoạt gia đình tại tầng 1 của ngôi nhà. Lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sáng ngày 16 tháng 6, ông Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy vào dạng sáng cùng ngày ở phường Đa Mai khiến 3 người tử vong. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Giang cùng với công an thành phố Bắc Giang điều 5 xe và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, khắc phục hậu quả. Ông Đính cho biết, ngôi nhà bị cháy là nhà dân, được thiết kế là nhà ống. Anh Ngô Quốc Tiến, hàng xóm phát hiện vụ cháy cho biết, Thời điểm khoảng 3 giờ 40 phút, anh thức dậy thấy nhiều khói ở phía sau nhà nạn nhân. Ngay lập tức, anh đi ra phía trước đập cửa thông báo cho gia đình nhưng không thấy người ra mở cửa. Anh tiến lấy thang trèo lên tầng 2 để phá cửa kính và nghe thấy có tiếng trẻ con kêu khóc khản giọng. Anh tiến kể, tôi chỉ kịp hô lên lôi kéo sự tập trung của cháu để cháu mở cửa ra. Tuy nhiên, đập cửa xong chỉ khoảng một phút sau thì khói, lửa và kính vỡ rội ngược lại, tôi không thể làm gì được. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 3 người tử vong gồm chị Đào Thị Hát sinh năm 1982 chủ nhà, cháu Lương Anh N sinh năm 2016 là con trai chị Hát và anh Nguyễn Văn Ngờ sinh năm 1977 quê ở xóm Đồng Mới, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thông tin ban đầu cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ ngày 5 tháng 6. Thời điểm trên ngoài trời có mưa to, người dân phát hiện có mùi khét kèm khói đen tại một căn hộ ở trung cư mini nên đã báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận được thông tin, các tổ liên gia và tổ tự vệ tại địa phương đã tiếp cận vụ hỏa hoạn. Đồng thời các lực lượng chữa cháy của quận Nam Từ Liêm và thành phố nhanh chóng có mặt để dập lửa. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, hỏa hoạn đã thiêu dụi một số vật dụng của căn phòng, bước đầu xác định không thiệt hại về người. Nhà ở nhiều căn hộ, trung cư mini có địa chỉ tại số 26 ngõ 50 đình thôn, Nam Từ Liêm có quy mô 9 tầng, không một tung với diện tích 364 mét vuông, tầng 1 là gara xe và 02 căn hộ, tầng tung trống, tầng 2 đến 9 mỗi tầng 07 căn hộ. Nhân khẩu 58 căn hộ với tổng số 154 người sinh sống. Thời điểm xảy cháy, có khoảng 30 người thoát xuống tầng 1. Căn hộ xảy ra cháy không có ai ở nhà, các hộ dân đã phá cửa tổ chức chữa cháy ban đầu. Diện tích cháy khoảng 1 mét vuông trên vị trí ban công căn hộ 906, tầng 9. Được biết, căn hộ trên được cấp phép nhà để ở riêng lẻ với quy mô 6 tầng và không 1 tầng hầm. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Thông tin từ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Nam Từ Liêm cho biết, khoảng 9 giờ 13 phút ngày mùng 5 tháng 6, công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại chung cư mini có địa chỉ nêu trên. Nhận được tin báo, công an thành phố Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Nam Từ Liêm và trung tâm 2, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội đến hiện trường dập lửa. Cảnh sát xác định chung cư mini có quy mô 9 tầng, 1 tum với diện tích 364 m2, trong đó tầng 1 là nơi để xe và hai căn hộ, từ tầng 2 đến tầng 9 có 56 căn hộ, tầng tum thông thoáng. Theo lực lượng chức năng, nơi xuất phát cháy ở ban công căn hộ 906 trên tầng 9 của tòa nhà. Thời điểm xảy ra sự việc, chủ nhà đi vắng người dân đã phá cửa và dùng bình chữa cháy mini để dập tắt hỏa hoạn. Đồng thời, có 30 người trong chung cư đã thoát xuống tầng 1 an toàn. Sau khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường, không phải tổ chức chữa cháy, chỉ sử dụng thiết bị để thoát khói. Cũng theo lực lượng chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Một số vật dụng trong nhà như máy giặt, chậu bị hư hỏng. Công an quận Nam Tử Liêm đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn dạng sáng ngày 8 tháng 6 đã xảy ra liên tiếp hai vụ cháy ở số 23 hàng vải, phương Hàng Bồ, quận hoàn kiếm, hà nội và số 8 Nguyễn Lân, phường Phương Liệt, quận thanh xuân, thành phố hà nội khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Hàng Bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 6 tại số nhà 23 hàng vải xảy ra cháy lớn, lửa kèm khói bốc cao ngùn ngụt, ngụt khiến nhiều người hoảng sợ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà kinh doanh cà phê và che trúc, diện tích khoảng 20 m2. Tầng 1 bán che trúc và cà phê, tầng 2 là khu vực bàn uống cà phê và quầy pha chế, sân thượng là khu vực để bàn ghế uống cà phê. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàn Kiếm đã điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau 30 phút chữa cháy, cảnh sát đã dập tắt được vụ hỏa hoạn, rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện. Trước đó vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8 tháng 6, tại số 8 Nguyễn Lân, phương Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã xảy ra cháy. Lửa và khói bùng lên từ cơ sở bên ngoài có đề biển hiệu là giao hàng nhanh, lúc này đã đóng cửa, bên trong không có người. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã quyết định phá cửa để có thể tiếp cận đám cháy nhanh và ngăn chặn cháy lan, cháy nhiều tài sản phía trong cơ sở. Đám cháy sau đó nhanh chóng được dập tắt. Vụ việc không ghi nhận thương vong về người. Nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thời gian qua, toàn thành phố Hà Nội có hơn 900 tổ công tác liên ngành gia quân tiến hành tổng gia soát, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Riêng đối với địa bàn quận Cầu Giấy, nơi xảy ra sự cố cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong, Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng Công an các quận, chỉ đạo Công an các phường, thành lập 33 tổ công tác, chia làm 3 buổi một ngày để tổ chức tổng kiểm tra, phúc tra, giả soát, đôn đốc, hướng dẫn, kiến nghị đối với 100% loại hình nhà trọ trên địa bàn. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đôn đốc hướng dẫn và phối hợp với công an quận Cầu Giấy, tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các tổ công tác của Ủy ban nhân dân 8 phường trên địa bàn quận tiếp tục triển khai thực hiện đợt tổng ra soát kiểm tra Đồng thời phối hợp với công an các quận huyện thị xã để tổ chức tổng ra soát kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn thành phố, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2024 theo chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố.